À, số tắt máy xíu nhẹ nhẹ xuống cậu ơi. À. Số được không? Này kia dục xe không? Lên đây xe dài chỗ. Dọc đéo qua đéo à, xuống ơ chứ. Chuyển dọn. Ủa lô cốt rồi hả? Đặt lô cầm luôn. Cứ đi ba chắc quạt á. Có lồn chưa? Con đây không phải hả? Que không? Nãy mày lồn con ngay đây đâu hả? Kiểm tra lại thử anh. Mày cắt cái bạc ức. Ôi dù trời ơi, cái này ôi trời. Còn đây còn sống này. Lúc sáng giờ quãng đường di chuyển vào đến rừng thì trời cũng sáng rồi. Anh em tranh thủ tém mà được một con sóc này. Cu xanh tính con này nữa là 4 con rồi, 2 con lô cốt với 1 đống chim luôn. Một chuyến đi sáng sớm trong rừng, em cũng xin chào và chúc sức khỏe của chú cả nhà. Sáng giờ cũng lây quay, tém thành cũng không có quay được nhiều cả nha. Đây, con củ xanh nữa này. Quá trời quá đất. Nhìn còn sống như này đảo không? Còn sống như này đảo à? Nhìn riêng không? Lúc cốt nữa. Ừ, dài nó có quay được mấy pha còn cánh á. Kìa nha, mình ghé kênh Hùng Rừng Xanh đây, theo dõi nha. Lượm chốc qua trước mặt luôn. Ừ, nhổ luôn, đỡ đuôi sẽ lâu, đỡ cho lâu ương mà nhổ luôn được như đâu. Đây, hai con dài nó lẹt lông luôn. Đạt chưa? Đang xuống đây. Gần 3 kg rồi không? Cỡ đấy cho. Này đúng rồi. Cỡ đấy. Đóng thịt 10 thịt đây mà. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi. Từ lúc sáng vào đến góc thì khoảng tầm 6 giờ rưỡi. Mấy cậu cháu anh em tém được 4 củ xanh. Một sóc với tầm cỡ 2 con lô cốt với khoảng 2 kg thịt chim cả nha. Chim các loài luôn. Tổng thu nhập sáng nay phải tầm 3 kg thịt ạ. Cái địa điểm này cũng gần gốc cây đa luôn. Thì mình nhóm lửa, mình nấu nướng, mình ăn cơm. Rồi trong ngày nay đến sáng mai mấy cậu cháu cũng sẽ ngủ lại gần cái vị trí này. Dài ngồi dưới này là nhổ lông cu xanh này. Wow, còn đó. Vào rừng thì có chén ớt này đủ này, mắm muối ớt với mắm thơm. Trưa nay cái số lượng chim cũng nhiều thành mấy anh em cậu cháu sẽ nướng 2 cu xanh, một con sóc đà dạ, một ít con sóc nhe quay qua chóc quạt thôi. Còn phần còn lại thì mình cứ làm ruột sạch rồi bỏ vào xoong ướp để dành cho chiều tối. Với một con sóc kho với mắm thơm. Hai con lượng lượng của
còn khóc. Cái hai dùng xanh nữa thì nó cũng kéo thì kho với mâm thơm. Mình gác bếp mình nướng hai con gù xanh với sáu con nhen. Con nhen thịt nó tuy nhỏ nhưng mà mình nướng ăn nó thơm lắm, nó thơm giống như con sóc mướp á. Mùi miếng mắm thì đói rồi hả, ăn cơm liền nhỉ. Cái vị trí gốc đa này nó nằm cách xa con suối á, nên là lúc sáng vô chiều mấy cục cháu có mát theo, vác theo bình nước sugar tiện. Một bình này 20 lít đủ mình sinh tồn 24 giờ cả nha, từ đây đến sáng mai mà. Món này là món để ăn với cơm này. Còn cái phần cu xanh nướng, nhen nướng, chim nướng thì giờ mấy cậu cháu chấm với ốc chanh thôi, làm đi rượu rừng. Mời cô chú cả nhà rừng núi cô sữa đây và uống ly rượu rừng mấy cậu cháu. Nào viền cái đeo ở dưới cái quái sao tao không loại đấy, tao không dùng. Tao dùng rồi. Bắt đấy cái đeo cái gì cơ hả? Củ xanh này. Đó đeo cá anh ạ. Mời cả nhà mà. Ồ, nhắc nhắc cho. Đỡ khổ nước uống. Đùi. Đó không? Đó rồi. Ủa, được rồi không? Được cao. Chùa chùa đánh nóng đấy mà. Được lấy cái đeo bỏ lòng bên. Bộ đầu lòng. Bộ đầu lòng của củ xanh này. Có nữa nè, có nữa, rét rét rồi, mỏng quá. Mời cả nhà tiếp nha. Hát đi xuyên luôn. Cái đèn này mạnh. Đây luôn. Không cho biển nào. Ngon cả. Ừ, dài thứ ơi. Đây, chấm cho luôn cho luôn ra. Review miếng biệt này. Giờ con đây nó đói mà sáng giờ ruột nó đâu có gì trống đâu mà. Mời cả nhà này. Đi chân núi cho được đứng bay này. Có cuồng quá. Dạ ngon. Ừ. Ngon. Ngon mà. Ừ. Thế ạ. Cái gì điều táo giúp luôn. Lùm luôn ơi. Thì cả đây là mầm viên miếng nó ra em. Quả là nhiên ngon ngon. Thịt nhiên thơm. Không đá vậy. Được chút là tao để nhiều giờ vô hộp túi ạ. Ngủ nha. Nha miếng thịt nha. Đường nhiên làm lòng hao hao mệt chút chứ con ăn ngon mà. Thơm. Giờ mình làm đứa cái xương cơm ở đây mẹ đâu. Ừ. À, bỏ cái cơm lên đây. Cái đũa, đũa dẹt ra. Cắn khô tay. Cái tao nó rồng rồi. Cứ cãi đường nào rúa chứ không gì nó khó chịu lắm. Làm trên cơm ăn chắc bụng. Nó nói như vậy tao chắc ăn chưa được. Ừ. Còn cháu yêu còn chưa? No mà. Cơm mới tôi biết rau là cháu cơm được. Chút cơm mà. Còn lại thôi thứ cơm gà, cơm trắng. Mà cơm trắng là được cơm gà không khen nha. Đường lại đấy. Mới cơm trắng cơm xương nè. Cùa, miếng thịt nhiều thơm đã. Để ca cho ngồi chùm hở mà không? Ừ, thưởng hở không? Có, nó ngạn ngửa ra khó không? Đồ xe rồi. Thưởng là đầy ca ức chim xanh. Cảm ơn, mời các bạn hãy giống ơi. Nhớ miếng ức chim xanh cho nó đã. Nắng nóng thơm đẻ đâu ạ. Chủ gì cũng miên nhen đây ông ơi. Không nghĩ không? Mình không có hộp cơm á. Hầm nước không uống cơm bên. Đói liền à, cháy ruột á. Cuộc da thôi á. Nhỏ mà ngon. Cháy được vô nước đây thôi. Ừ còn nhiên là cá thôi. Ừ nghe. Chỗ lần mình cháy. Đây nè, xíu đây nè. Đấy, xíu bầy bầy mới lạ nè. Thu đây nè. Nhưng mình ăn cái cảm giác là ngon thôi. Thôi không? Thu nè. Mình ghém vậy. Ghém mình mới chạy vô dập cái ao ấy. Có cái hũ ấy. Thì tên này có một cái tầm 4 tháng rồi ạ. Được. Nó làm sao không em? Nó phải ăn đấy. Nó ngủ xanh bên bờ kêu đi chúng tôi hết. Mời rồi nghe. Mấy đêm xanh còn riêng rồi nó hợp ra. Thì mình để hết, nó bánh cũng phối con đâu. Chủ yêu gai là hết. Rồi bánh không mấy con. Thì ra mình mỗi cái ao bờ bờ.
hết trên treo được trong đó mà. Gà bơ mua dính này là gà bơ kia thì càng chết nữa. Chúng còn mưa còn xúc nó quá. Quá dạ. Lớp hơn hơn lúc hơn lớp chế đó mình chắc là mình có lớp chế nữa. Ừ. Ờ, có chuyện đó. Ở trong rừng trồng núi bóc lớp chế game kiếm là ăn nó đã nha. Đó. Đúng là cái tháng người ta nói nánh dê kiều vào cái mùa tháng 3, tháng 4 cứ vào mùa mật ong á, một là đi rừng nghe tiếng về sầu là kêu tao in đó vậy. Đây chấm ớt AC, đây là cái đọt của cái lá bứa này, nấu canh chua hoặc là mình ăn chấm ớt ngon lắm, chua lét mà. Nắng bức chốt không? 1-2 giờ, 1 giờ chiều. Rồi mấy cái chỗ mấy cậu cháu xuống cái khe khe gợp rách này, cây ăn trái với trại phía bên kia. Mình men theo mình tìm một nguồn nước tự nhiên để mình nghỉ mát ấy, tắm rửa. Cái hào bông như một cái túi người ta may à, túi vải. À. Có một cái đùm vậy, không ra một dây rơm. Dây rơm hả? Không không. Ra một cái ấy, không ra một cái ho. Giống như một cái túi bao mình đựng đồ á. Các loại thân dây trong rừng đến mùa này nó ra ho ra quả, nhìn có nhiều loại ra lạ lắm. Thì chú đây có người đi ong không? Ăn đồ ăn bỏ đây. Nãy giờ mấy cậu cháu đi tìm nguồn nước á, và đến một cây khe suối này có vẻ là có sắp có nước rồi. Trên này một cây quả mật. Cứ đi ong là đa số anh em cứ đi theo mấy cái khe suối rách này, có nước thì ong sẽ bắt nước. Đây chỉ có người rừng nào. Oh. Trời, nước đây thằng mát đã quá đây cậu ơi. Và giác lộ đây. Wow. Đi rừng mùa này mà gặp được nguồn nước nó khỏe. Qua đây này. Qua đây, bé qua đây. Trong lỗ bé qua đây hết này. Qua đây này, qua chỗ châu này. Đây là con ong đá cả nhà, nó đóng trong các bọng cây hoặc căn hốc đá, nó bắt nước xong nó mọc lên hướng đây nè. Do móng không? Bên trong rừng lớn con cua đây, con cua lông màu đen. Ướng ạ. Hành trình đi tìm nguồn nước tắm giống như chim mà, mình cũng khác gì nó đâu, nóng quá nóng trên núi chịu nổi. Mấy cô cháu mom em theo cái đường mòn suối rách, tìm không có nước ở suối rách thì đi hoài giáp ra con sông luôn. Đây gọi là sông Trà Bương này. Ôi trời đất, qua bên kia cái tém phát dài ô. Wow, tắm nước đã rồi, mấy cô cháu giật lên núi á. Lên núi lên điểm cây da với chỗ cắm trại ngủ lại á, ngủ tại cây da luôn à. Bức út mát cá. Ui dữ dữ không? Cũng lắm, cái nhà kia mà hả? Đúng ạ. Đùa em thớ đây chịu à. Mấy cậu cháu gặp được một cái bọng em lỗ này, mà nó nằm trong cái cây còn tươi, cái miệng ra nhỏ quá, đây không có cách nào lấy được hết. Yeah. Ừ, kén. Kén ạ. Bỏ qua. Cuối cùng đã quay lại được gốc cây đa. Ôi. Ừ ạ.
nén qua nén à, mấy cậu cháu thì mò đến xong tắm mà tắm xong phải vật ngược lên. Chiều nay sóng chớp nó làm em dữ dằn lắm, trời nó nhiều mưa hột hột quá. Tháng 3, tháng 4 mà anh làm muốn mưa dông á, ôi anh gầm dữ dằn lắm. Lúc nãy nằm thì có một cụ xanh nó về bên đây nè, tôi mới tém rớt rồi, dài đang xuống dưới lượm á. Ôi trời, ôi cô đã rồi, mưa mang rồi. Này chứ quay cận cảnh đó, cận cảnh đó nè. Lên lửa không? Được không? Chiều tối nay sẽ là một món cháo cu xanh nó cho nó mát, với một lùi chim nướng. Chim cánh sao vậy? Sao mà được cái chim cục kẹo không được? Ồ. Dạ ha. Điều. Ôi. Ôi ra ra mà. Đâu ngang ra đây này. Ồ ngang ra đây. Sống không? Điều. Vừa băm con cụ xanh này cứ lơi hơi, mấy cụ cháu lo nấu ăn cái đâu để ý đâu. Lo băm thịt con cụ xanh lúc nãy để nấu cháo. Thình lình ngó lên cây thấy nó đậu bay luôn. Ủa cho đó. Để đó không? Ấm ấm ấm, đủ cặp đủ cặp. Ồ, như con cái bánh hả? Ép lá ép này. Ôi trời. Đây luôn à. Mà giết nâu ạ. Đường nào khoảng tầm tối nay chắc còn cao vậy chứ. Chứ nói. Chưa mồm. Đi tôm, đi tôm. Tôm. Quá chất lượng. Rừng sơn hội ha, thôi buổi tối mấy cậu cháu mời cũng rừng núi xung quanh, mấy cậu cháu anh em mời cô chú ở nhà mình dùng buổi tối với món cháo và thịt chim nướng, cho một chút vitamin ấm áp trong rừng nữa. Bạn đá trong chân nữa. Chân vào không? Thôi mà cả nhà ai làm cái gì vậy? Sợi. Chén, cháo, cậu có chén không? Nhà chén chưa? Đấy. Được rồi, cậu. Rượu nghe nghe mùi cây the đó. Để đặt thịt luôn mà mẹ nè. Chứ mình nấu đặc đặc chứ tối nay mình không có nấu cơm mà. Mình nấu cháo đặc đây mình ăn cho nó im cái bụng. Đùi nó quá ảo trời trời. Ngồi chứ chưa được đâu, nấu gan mà. Múc cái chén nó mà mẹ ha. Cái chén cầu chén nhựa đây nó ngướm nó. Nó đồ sai sách đây nè. Chim ơi. Trời ơi. Ai chà, hơi dài hả? Ai chà, đồ mang chân đi là chúng ta. Ai chà, đồ. Dạ. Nhìn dài thôi. Nghe người thơm lắm. Ây dồ. Đỏ không? Mở cái nhau này, làm cái đồ nhanh cho nó hạnh dõi. Dài lắm con. Dài. Ừ, đá chứ. Tiếng vang ở biết ngon rồi à. Mình cái nhà cái mình nha. Chụp hộp đó. Cái đó mèo rừng này đúng không? Mới đi đường đó.
Y bài cậu ơi, được. Rồi, rau u mày ngon. Màu đèn bếp quá bếp à. Không chung nữa cái lên rò thanh cọp ngọc lên cây nữa cái. Được hết á. To anh. Vịt cua xanh nó ngọt. Mình nấu cháo cái này nó ngọt, nó không phí cua xanh. Nhiều lúc mình nướng á, mình ăn cái ức đuôi rồi nhiều khi nhàu xay ớt ấy, mình bờ mứa. Còn băm thì thôi, chân cẳng xương thì cổ đâu thì vào hết nồi cháo là ngọt lắm. Ăn chung mưa đúng ngon luôn. Ừ. Đúng hợp lý luôn. Đầm đẹp. Mình chìm nhỏ thịt vô. Đi bài không? Mình rìu nó. Phục cho hỏi. Cụ sân bà bao quá. Bao tao luôn. Mà giờ được một em sóc nè. Ừ. Mới lát sáng được con sóc này, con cu xanh lô cốt với ít chim chóc quạch. Mấy cậu cháu chia ra người bọc chim sóc cu xanh, chia ra người ít về cho mấy đứa nhỏ ở nhà nó ăn cho. Mấy cậu cháu đi rừng mấy thịt này giờ cũng ngấy rồi, ăn vô nữa mà. Sau này mình đi giả chiến mà, đi sang là chính, vừa hết nước luôn. Cái kết thúc chuyến đi. Mấy cậu cháu cảm ơn cả nhà theo dõi. Chào tạm biệt cả nhà mình luôn.